Em mình xin kính chào tất cả quý các anh chị và mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Và buổi sáng ngày hôm nay thì em mình sẽ lại vào trong nhà các cháu mồ côi để đi xem là các cháu sửa cái ao như thế nào rồi. Hôm qua thì các em cũng đã bắt hết cá trong ao và hôm nay thì sẽ sửa ao nhé quý các bác. Thì hôm nay em mình đi vào trong nhà thì em mình cũng đã mua được một con gà với lại một gói bánh nhé, là 100.000 quý các bác ạ. Thì em mình sẽ đi vào trong gia đình. Đây là phần quà của cô Vũ Thị Đào ở miền Úc. Con xin gửi là cảm ơn đến cô ạ. Xin chúc cô luôn mạnh khỏe và gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì bây giờ em mình sẽ đi vào nhé. Thì em mình xin mời tất cả quý vị cùng em mình đi vào ạ. Em mình xin trân trọng tất cả mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ cho em mình cũng như là cho các cháu ạ. Xin mời mọi người. Cả em Hoa nhá, cả bác nhá. Đang lấy cái bù này ra quý các bác ạ. Cái này là hôm qua gia đình em làm được phải không? Hôm qua là cả buổi chiều à? Buổi chiều luôn. Thế bây giờ sáng sớm nhá quý các bác ạ. Bây giờ vừa mới có 7 giờ sáng thôi, nhưng mà gia đình cũng đã bắt đầu làm rồi. Em Giang đang làm gì mà không ra hộ đấy? À, nấu cơm. Thì có em Hoa với lại bà ngoại của em Hoa ra đây làm, còn em Giang thì đang ở trong nhà nấu cơm nhá quý các bác. Đấy thì là hai em cứ làm nhé, người bẩn ấy thì cứ làm chỗ này để anh lấy cái con gà này đi cho em Giang nấu cơm sáng nhé. Đấy, chào các cháu. Ngoan nhá. Thì nhá, để anh lấy con gà này đi vào đây. Em Giang ơi, vào đây anh nhờ đi. Đang làm gì đấy? Nấu cơm à? Lấy con gà đi vào trong nhà đi. Bây giờ anh phát kẹo cho. Bỏ đi nhá. Không ngoan thì mới cho kẹo nhá. Anh ngoan thì mới cho kẹo nhá. Không ngoan là không cho nhá. Cháu này sẽ bốc cho. Cháu này nhỏ quá. Cháu này còn chưa biết bóc kẹo. Này, con cái này nè, con cái này nè. Đấy. Con cháu này lớn rồi tự bóc nhá. Cho cháu này hai cái luôn. Mỗi người hai cái nhá. Mỗi người hai cái nhá. Giúp cháu này mang nữa, giúp cháu này mang cái này. Cho là còn lại là mang đi cướp, đi chiều ăn nhá. Buổi sáng ăn ít thôi nhá. Buổi sáng ăn ít thôi, tí lại ăn sau nhá. Ăn nhiều đau gian đấy. Để lần sau ăn nhá. Em mang đi cướp xuống nhà đi. Em ăn đi, để trong nhà đi, xong là đi chiều ăn nhé. Đấy, caramel vào đây, caramel ơi. Cá này, gà nhá. Đây là gà nhá. Em Giang ơi, em vào đây anh bảo. Đến dậy, đến bên kia. Giờ, caramel ơi, vào đây để nói chuyện với gia đình một chút. Vì là hôm nay ấy, quý các bác
Hôm nay mình vào thì lại mua được một con gà với lại một ít bánh kẹo. Đây là cũng là phần quà của cô Thị Đào nhé. Cô thì có gửi hơn 1 triệu cho em anh để mua ở đây. Bây giờ mua thì chắc là cũng sắp hết rồi. Anh vẫn chưa xem trong sổ nhưng mà cũng chắc nó cũng sắp hết rồi nhé. Thì đây là con gà nhé. Thì là em gửi một lời cảm ơn đến cô. Thì em nhìn sẵn điện thoại để em nói nhé. Vâng. Ừ, sẵn điện thoại của anh nói. Chào, cảm ơn cô Hú Thị Đào đã gửi quà cho gia đình cháu. Cháu chúc cô sức khỏe là và vui vẻ bên gia đình ạ. Còn đây là cháu anh nhỉ. Bye bye bà đi con. Bye bye. Bye bye nhá. Xin chào bà nhá. Bà thế. Chào bà. Thế đây. Em đang nấu cơm à? Ừ, em nấu cơm. Nấu xong cơm rồi thì em đun một siêu nước để mà rửa cái con gà kia thôi, là nấu cho các cháu ăn. Thì hôm nay cũng là ngày thứ bảy ấy, quý cô bác. Ngày thứ bảy nên là các cháu cũng nghỉ ngơi. Đấy, nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai cũng một ngày nữa. Thứ hai sẽ lại bắt đầu đi học nhé. Đấy, thì ăn kẹo xong là đi ăn thịt gà nhé. Ăn thịt gà thơm quá. Thì bây giờ em mình sẽ đi ra bên ngoài để xem em Hoa với lại bác làm việc bên ngoài xem là cái ao như thế nào. Ngon không cháu? Ngon không? Ngon. Ngon này. Để ngon ngoan nhé. Để ngon ngoan thì lần sau chúng mua ra. Sắt xong rồi em nhỉ? Sắt xong rồi. Anh mua được một con gà ở trong nhà rồi nhé. Tí em ra nấu cho ăn nhé. Quý cô bác ạ, thì cái ao này thì sửa như vậy là được thôi nhé. Để sửa như vậy vì là những cái chỗ nào mà nó khuất quá thì chúng ta lấy hết những cái bùn đi ra rồi. Để những cái bùn đi ra thì cái ao này rất là cao rồi nhé, rất là cao rồi nên không cần phải sửa nữa, sửa thế này là được rồi. Đấy, cô bác ạ. Sáng nay mấy giờ là em ra đi làm cái ao này rồi? 6 giờ à? Thế là cũng làm hơn 1 tiếng rồi ấy, mệt chưa? Mệt chưa em? Chưa mệt đâu. Chưa mệt à? Dạ. Ừ. Làm thì cứ làm từ từ thôi, ao nhà mình mà. Cứ làm mệt thì nghỉ nhá. Dạ. Ừ, giờ là phải làm giữ gìn sức khỏe nữa, mấy hôm còn phải làm nhà nhá. Dạ. Ừ, đừng có làm quá sức quá. Em Hoa thì tuổi còn rất là nhỏ ấy, quý cô bác, nhưng mà rất chăm chỉ giúp đỡ gia đình bà ngoại nữa. Đấy, bà ngoại đang ở bên kia. Sao sáng nay em không đổi em Giang làm cho em làm nấu cơm? Tại vì dì Giang của em thích nhiều hết cho nên em không bảo là cho gì làm. Cho gì làm à? Cho gì nấu cơm à? Dạ. Thì em làm cái nặng hơn à? Em chăm chỉ quá. Mình làm thế này xong thì một tí lấy một cái bao tải đi em. Lấy một cái bao tải ra xong là mình lấy đi nhá. Dạ. Ừ. Còn mình cứ cuốt thế này đi sang bên kia là nó khó. Quý cô bác ạ, thì cũng như là lần trước ấy, cũng có một số quý khán giả cũng như là Mạnh Thường Quân góp ý là sửa cái ao ấy. Thì hôm qua thì gia đình cũng đã đào cái ao này rồi. Hôm qua cũng có bắt cá rồi đào ao sửa lại. Thì cái ở dưới này ấy, thì cũng đã lấy những cái bùn, những cái đất để mà sửa lại rồi. Rất là chắc chắn rồi nhá, những cái đất đấy rất chắc chắn rồi. Rất là cao rồi, ở trong này thì khá là sâu rồi nhé. Khoảng 50-70 phân gì đó rồi. Rất là sâu rồi. Nhìn trong điện thoại thì như thế này thôi, nhưng mà ngoài thực tế là cũng khá là sâu rồi. Thì như thế này là nuôi cá là cũng được rồi nhé quý cô bác. Thì cái hôm qua chú Danh Trung hay là các cô ấy bảo là cái bè này là cái
cái bè hay là tên cái gì ấy, em mình không biết, bởi vì là nhà em mình là ở trên Mèo Vạc nhé quý cô bác. Đấy, nhà em mình là ở huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang. Còn bây giờ là em mình vào trong huyện Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng để làm việc, nên là em mình cũng không biết, vì là chỗ em mình là rất là thiếu nước, không có nước để uống ấy, nên là cũng không có nước. Thì không biết là cái này là cái bè mà cho lợn ăn, bảo là lợn ăn rất là ngon ấy. Đấy, không biết nữa. Cái này bảo là cho lợn ăn được thì không biết nữa. Đấy, một tí nếu mà ăn được thì sẽ bảo các cháu lấy đi cho lợn ăn nhé. Cái này chắc cũng ăn được thật, thì em mình sẽ thử cái này xem là lợn ăn không. Thì cho ăn sống luôn nhé, không cần phải nấu nữa. Đấy. Thì bây giờ là buổi sáng sớm ấy, hôm nay thì trời cũng khá là lạnh. Mấy hôm nay thì trời khá là lạnh rồi. Thì em mình cũng xin chúc tất cả quý các anh chị và quý khán giả luôn mạnh khỏe, và hãy nhớ là giữ gìn sức khỏe nhé. Giữ gìn sức khỏe, cố gắng. Vì là cái mùa này là cái mùa dịch Covid nên là rất là sợ. Mọi người đi đâu thì phải cẩn thận nhé. Bây giờ gia đình em mình thì cũng đã bị cách ly hết rồi, cùng với em mình thôi. Em mình rất chi là buồn nhưng mà không biết làm sao. Lợn ở đây rồi. Cái bè của chú Dinh Trung lợn ăn rồi. Ăn thật nhỉ. Chắc là ngon này, lợn ăn. Lợn ăn rồi. Giống như chú nói ấy, mà là cái này lợn ăn như là ăn thật. Cháu không biết đấy, nên là không để lại, vứt hết. Ba con bên này nữa, thử ăn đi, xem có ăn không. Ô, đây là lợn của anh Vũ Việt Anh nhé, tài trợ cho gia đình nhà lớn như thế này rồi, rất to rồi nhé. Còn của cô Vũ Thị Đào tặng cho gia đình thì lớn lắm rồi ấy. Bây giờ mà đến Tết nữa thì chắc là rất là to rồi, khá là to. Đây là lợn của cô với Thị Đào tài trợ nhé. Em mình mua cũng khá lâu rồi, mua rất là lâu rồi nhé. Đấy, con gà mà anh Vũ Việt Anh gửi tiền về em mình mua ấy. Bây giờ những đàn gà to như thế này rồi. Đấy, những đàn gà to như thế này rồi. Đấy, rất là nhanh, phát triển rất là nhanh. Đấy, ngôi nhà ở đây nhé. Ở dưới cái bát này là che cái gì hả em Giang? À, để cá trong đấy à? Ừ. Đây thì cái ngôi nhà cỏ tranh này thì sẽ được làm lại nhá. Này, sẽ không ở cái ngôi nhà này nữa. Anh ơi, anh. Hôm nay được nghỉ nhỉ? Ừ. Cái mũ này, cái áo này hơi bé nhỉ? Áo hơi bé rồi nhỉ? Có lạnh không? Hôm nay trời hơi lạnh nhỉ? Ngon quá. Ăn kẹo thế thôi nhá. Thì ăn cơm xong là lại ăn buổi chiều lại ăn nhá. Ừ, tí buổi sáng thì mình ăn thịt gà nhá. Ừ, đi vào nhà, đi bên này. Bên này có nhiều đồ quá. Học xong năm nay là em lên lớp mấy ấy? Hả? Học xong là lên lớp 5 à? À. Thế là học xong là lên lớp 5 rồi. Thế là học xong cố gắng học hết 12 nhá. Ừ. Cố gắng học hết 12 để sau này đi làm công ty họ mới lấy nhé. Ừ. Bây giờ anh nghe anh cũng khổ mà. Không học hết bây giờ đi làm thuê họ không lấy đâu. Như anh ấy, anh Bình ấy. Anh Bình có học hết đâu, anh Bình học thất lắm. Bây giờ rất là hối hận nè. Là ngày xưa gia đình anh cũng khó khăn ấy, nên là không đi học được. Bây giờ muốn đi học thì già rồi, không học được. Đấy, còn em Giang thì nấu cơm, còn em Hoa với lại bà ngoại thì vẫn đang làm nhé. Cái bùn đấy thì kiểu như là mình cào mình quất không được ấy, rất là khó ấy.
sẽ sửa hết cái ao này xong là cũng không có gì làm rồi. Đấy, chỉ cho lợn, cho bò, cho lợn, cho gà ăn. Rồi là đi chặt củi. Chặt củi để dự phòng. Đấy, mấy ngày nữa thì sẽ làm nhà ấy. Lúc làm nhà thì sẽ không được đi chặt củi nữa. Sẽ chặt củi để dự phòng nhá quý các bác. Để mấy hôm nữa thì mới được nấu nướng, nấu ăn. Đấy, đun nước xong thì cho vào cái chậu này để nấu gà ấy. Lửa cháy rất là to này. Em cho lợn ăn chưa? Cho ăn sáng rồi. Cho sớm thế nhỉ? 7 giờ là cho luôn à? Lửa cháy rất là to. Rau nhà em ăn hết chưa? Rau còn. Vẫn còn này. Quý các bác ạ, bây giờ thì em Giang cũng đã nấu con gà rồi. Đấy, thái ra xong là nấu kiểu như mình xào xào thôi, là cho nước vào ấy. Đấy, cho nước vào thế này thì nói chung là cũng ngon. Đấy, ăn thì có cái canh để ăn cơm ấy. Dậy đi, không ngồi dưới đất nha. Không ngồi dưới đất, dậy lên. Dậy. Cháu Lý đưa, đưa cháu này dậy đi. Đưa cháu này dậy đi. Cống lên kìa. Bây giờ thì mùa cũng đã lạnh rồi. Khá là lạnh rồi. Cái ao thì mình đã sửa xong rồi. Mình sẽ chuẩn bị để xây nhà nhá quý các bác nhá. Tuy nhiên thì em mình cũng không biết là phải làm thế nào nữa, vì là cái vật liệu thì cũng chuyển từ trong Hà Giang vào đây ấy, nên là chưa mua được cái vật liệu. Bây giờ thì cũng sắp Tết rồi, sắp đến Tết rồi, chỉ còn hơn 2 tháng một chút nữa thôi là đến Tết rồi, nên là sẽ chuẩn bị xây nhà cho các bác ạ. Nhưng mà vật liệu ở đây thì rất là đắt, rất là đắt tiền, nên là mua xa về thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Còn mua ở đây thì đắt quá. Nhưng mà có các bạn thường cũng có nói rồi, sẽ đợi một thời gian để xem dịch Covid nó như thế nào. Nếu mà dịch nhẹ nhẹ đỡ một chút rồi thì họ cho xe lưu thông đường thì sẽ mua vào đây. Nhưng mà dịch Covid mà cứ căng thẳng thế này lâu, sắp đến Tết thật sự ấy, là sẽ phải mua ở đây thôi. Cho dù đắt một chút thì cũng sẽ phải mua để trong cái năm nay là làm nhà xong cho các cháu nhé. Thì sẽ phải đợi một thời gian ngắn nữa, nếu mà Covid nó nhẹ nhàng hơn rồi thì sẽ mua vật liệu từ bên Hà Giang về đây thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Còn ở đây thì hầu như là không có bấy đá, bấy gạch có nhưng mà rất là ít, nên là họ lấy cái tiền thì nó đắt hơn một chút. Đấy, với lại em mình mua cái loại gạch mà to kia thì nó một cái nó rơi vào 9.000, 10.000 rồi. Còn mua gạch bé bé nó rơi vào 3-4.000 thì mình mua.
thì nó rẻ hơn ạ, quý cô bác ạ, nó rẻ hơn mấy triệu rồi, với lại xi măng rồi là tất cả vật liệu xây dựng nữa, để mua bên đấy thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều, nên là cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề này. Giờ em mình sẽ bàn lại với mọi người cũng như là quý khán giả có thể góp ý, và sẽ bàn lại với Mạnh Thường Quân để xem là như thế nào nữa. Bây giờ trời rất lạnh rồi, rất là lạnh rồi, không phải rất lạnh. Em lấy cơm về cho gia đình ăn đi. À, quý cô bác ạ, bây giờ thì em Giang cũng đã nấu cơm chín rồi. Đấy, bà ngoại của cháu thì đang cho cháu ăn nhé. Đấy, sẽ cho cháu nhỏ ăn cơm trước, rồi là các cháu nhỏ thì sẽ ăn cơm bên này. Đấy, ăn bên này nhé. Đấy, cháu nhỏ sẽ ăn bên này. Đấy, có cả thịt gà. Đấy, em đuổi con chó đi đi. Chó đấy nếu không được thì phải buột vào nhá, bởi vì mình ăn cơm thì chó nó về thì cũng được, nhưng mà thế là nó quen đấy. Đây, còn cháu Lý là tự múc cơm ăn à? Cháu Lý tự ăn một bát à? Đây, cháu bên này mới có 5 tuổi thôi quý các bác ạ, nhưng mà cũng biết tự lấy cơm ăn rồi. Anh ơi, phải anh xem bát cơm to, anh xem. Ôi rồi. À, chị lấy cho thôi à? Phải bát cơm to thế. Ăn hết không? Không hết à? Ừ, hết cứ ăn đi. Ngồi vào đây cùng nhau ăn. Vào đây. Ngồi vào đây ăn đàng hoàng nhé. Ừ, ngồi ăn đàng hoàng. Đấy, anh bảo này. Anh bảo này. Có thì ăn có vui không? Thì gà có thể ăn thì gà không? Thì ăn no vào nhá. Ôi, chăn canh vào luôn ăn luôn à? Chăn canh xong là ăn với thịt gà nhỉ? Ngon nhỉ? Đấy, rất là ngon nhỉ. Ăn khỏe vào mới lớn nhanh như anh nhá. Ừ, ăn giỏi vào mới lớn được như anh. Đấy, nóng quá nhỉ. Các cháu nhỏ thì mặt mũi rất là xinh xắn, nhanh nhẹn. Bọn em ăn cơm đi em. Ừ. Lấy thịt rồi là về đây gia đình ăn cơm đi. Đấy, nấu xong rồi thì ăn thôi. Ừ. Cháu Lý vào đây ngồi ăn đi. Không ngồi vào đây à? Vào đây ngồi với các chị ăn. Ăn cho vui. Nhanh. Ừ, chín no. Bọn anh khoan đâu. Anh là ăn rồi. Anh ăn rồi. Bọn anh ăn rồi. Ăn rồi. Vừa mới ăn xong mới ra luôn đấy. Hôm nay anh dậy sớm mà. 5 giờ anh dậy rồi. Anh dậy xong là làm việc xong là anh vừa mới ra đây. Thì vừa mới ăn rồi. Chưa đói nhá. Gia đình ăn đi. Bắt ăn đi. Ừ. Em Hoa ăn cơm đi. Ừ. Vào đây ăn cơm đi. Gia đình cứ tự nhiên nhé, đừng có ngại. Cứ ăn cơm đi. Anh cứ ăn cơm đi. Chỉ sợ lì rồi, chỉ sợ thì sợ là nó chạy tạ. Nó chạy thì tôi. À, quý các bác ạ, bây giờ gia đình ăn cơm. Đây, gia đình gọi anh em mình ăn cơm cùng, nhưng mà vì là cũng ăn ở nhà ra rồi ấy, nên là chưa đói thì gia đình ăn thôi. Có những cháu nhỏ thì vừa ăn vừa phải cho ăn đây, phải bón cho. Còn cháu rất là nhỏ ấy. Ăn thịt nữa, ăn thịt ngon không? Ngon nhỉ? Ừ, rất là ngon nhá. Anh cười cái gì anh? Cười gì đấy? Ăn khỏe vào nhá. Ừ. Đấy, mọi người ăn tự nhiên đi, gắp thì ăn đi. Gắp cái đùi này cho cháu nào thì gắp đi. Đấy, cháu nhỏ ấy.
Đấy, bữa cơm rất là ngon nhá. Đấy, ăn cơm với lại ăn thịt. Bát cơm của anh là to nhất nhỉ. Không phải bát mà bàn cái ao luôn. Chan canh vào phải ăn hết nhá. Em Lý ăn thịt đi. Để chú gắt thịt cho. Này. Ăn đi. Ăn tự nhiên. Lúc này tưởng bọn anh ăn cơm xong là lấy hai bát cơm về đây à? Phải không? Phải không? Đấy, thì gia đình đổ hết vào trong ao nhé, xong là ăn nhé. Đấy, bọn anh vừa ăn ra rồi không ăn. Bây giờ thì các cháu đang ăn sáng. Đấy thì cũng có thịt gà rồi là cơm nữa. Đấy thì hôm nay các cháu lại không hái rau về ăn hết quý cô bác. Đấy thì hôm nay em mình vào đây thì cũng chia sẻ cái thuyết kinh như vậy đến tất cả thì các bác anh chị và mọi người. Đấy thì bây giờ gia đình đang ăn cơm nên là em mình cũng không tiện để ghi hình nữa. Để cho gia đình ăn cơm nhé quý cô bác. Đấy thì bây giờ em mình sẽ đi về. Sẽ không đợi gia đình ăn cơm nữa. Để đợi gia đình ăn cơm nữa thì sẽ rất là lâu ấy. Em mình còn rất nhiều công việc nữa, mình phải đi về nhà nữa nên là em mình xin phép chào gia đình rồi em mình đi về. Thì nếp này mà nó cháy một xe em sang em Hoa và các cháu anh đi về nhá. Ăn cơm đi xong là bọn anh đi về. Và bây giờ thì em mình đi về. Thì em mình cũng xin cảm ơn đến tất cả quý các anh chị và mọi người đã luôn quan tâm và theo dõi những cái thuyết phim của em mình. Em mình xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ thì phải đi qua con suối này. Bây giờ là mới đi về nhá. Vì là em mình thì cũng thuê phòng trọ cũng ở rất là gần đây thôi. Thì bây giờ thì em mình sẽ đi về phòng trọ rồi là sẽ truyền tải những cái thuyết phim mà em mình đã quay lên cho tất cả mọi người được xem ạ. Em mình không biết nói gì hơn nữa. Em mình rất là cảm ơn tất cả quý các anh chị và mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ kênh của em mình ạ. Đấy, và bây giờ thì sẽ đi lên trên này nhé. Đấy, con đường là đi lên trên đường lớn để về phòng của em mình. Những con đường thì cũng rất là đẹp rồi. Tuy nhiên thì con đường đi xa nhà em Giang thì còn hơi xấu. Đấy. Mấy hôm nữa thì sẽ phải chở vật liệu qua con đường này nhé. Con đường này là con đường mà chở vật liệu đi vào trong nhà. Chở bàn xe máy. Rồi là đi qua bên này. Rồi lên trên cái thửa ruộng kia. Rồi lại vòng sang nhà các cháu mồ côi. Đấy, lúc nãy thì anh em mình để xe ở đây nhé. Đây là cái xe của anh Caramel. Bây giờ thì anh đấy sẽ về chở em mình để đi về. Bây giờ thì anh em sẽ đi về nhé. Đấy, thì là em mình đi về thì em mình cũng sẽ quay một đoạn cái con đường mà đi về cho tất cả quý anh chị và mọi người được xem. Và bây giờ thì em mình cũng sẽ đi về nhé. Thì em mình cũng xin phép khép cái video của em mình tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong những cái video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào.